Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì mình là Trải Nghiệm Game. Mình làm video về cách lựa chọn các vị tướng để đeo rank, hướng cho các bạn mua các vị tướng hợp meta nhất cho từng phiên bản và các thông tin bổ ích khác về Liên Quân. Ở video lần này mình chia sẻ với các bạn chủ đề Top 5 tướng đeo rank, chỉ kiện tướng FA lâu năm mới có thể chơi giỏi. Đây là một vấn đề bức xúc lâu nay của giới kiện tướng đam mê Liên Quân. Khi mà mọi tình yêu họ dành tất cả cho tựa game MOBA thì ngoài đời họ luôn là người trung tình, mắc ping, nhưng lại tiếc thay chưa tìm được nửa còn lại của bản thân. Nhưng theo giới phê cân học nhận định, Liên Quân có một số vị tướng dường như sinh ra là cho cộng đồng FA chơi, và chỉ có các chàng trai FA lâu năm mới có thể làm chủ và chơi ở level Master. Vậy đó là các vị tướng nào? Ngay bây giờ cùng tìm hiểu. Top 5. Mark, thần đồng cơ khí. Mark dù tuổi nhỏ nhưng tài cao. Đây là một vị tướng có khả năng truy cùng diệt tận đối thủ rất đáng gờm. Với bộ chiêu thức của bản thân, hứa hẹn có mặt chính thức tại Liên Quân Việt vào nửa đầu năm 2018. Đây là một tướng solo đường với khả năng cơ động không cao nhưng hiệu quả từ trước cuối, bắt mọi mục tiêu trên bản đồ. Hứa hẹn năm 2018 chính là thời điểm của vị tướng kiểm soát bản đồ lên ngôi. Khả năng quay tay gây sát thương từ chiêu 1 đảm bảo cho Mark có thể càn quét lính nhanh và ổn định. Lối trang bị của vị tướng này là một tướng vừa chống chịu lại có khả năng gây sát thương liên tục theo thời gian, có thể mở giao tranh bất ngờ bằng chiêu cuối tấn công mọi thời điểm và mọi khoảng cách. Quay tay thần trưởng chính là lá bài gây sát thương quan trọng nhất. Vì thế chắc chỉ có các kiện tướng FA mới thấu hiểu hết sức mạnh của cánh tay thép của Mark. Top 4. Tara. Một thời từng là chi đại của tất cả các chị em ở Liên Quân. Dù danh hiệu này bị Wonder Woman đoạt mất, nhưng Tara còn mạnh và nên chơi với khả năng quay búa cực bá của bản thân. Tara có thể gây sát thương vật lý 2 lần lên các đối tượng cạnh bên. Nhờ đó, Tara dù nhìn lù đù nhưng sát thương là rất lớn, đáng gờm. Càng đánh, sát thương càng lớn. Nhờ cơ chế nội tại, máu càng thấp, sát thương vật lý càng tăng, đảm bảo cho Tara quay tay khô máu càng mạnh và bá đạo. Nhờ việc sử dụng chiêu thức không tiêu tốn năng lượng, đảm bảo cho Tara quay tay liên tục không ngừng, khiến cho mọi đối thủ khiếp sợ không thôi. Đây là vị tướng được tặng trong 7 ngày đăng nhập khi tạo tài khoản mới. Nên S nhắc luôn, lần thứ N là 7 ngày đầu lập nick phải đăng nhập liên tục. Và đừng quên để giành thẻ tướng đối với các bạn chơi lâu mà chưa có Tara nhé. Top 3. Oma. Một trợ thủ lâu đời, nổi danh với khả năng quay tay thần sầu. Với một tay kiếm, một tay búa, Oma được mệnh danh là thần sấm thò của Liên Quân. Cứ khi nào sấm chớp liền vang là chắc suất nội tại uy dũng của hắn ta lại được phát huy tại phiên bản mùa đông này. Nhờ việc được tăng sức mạnh, Oma càng phổ biến và trở nên bá hơn. Để tận dụng được tối đa nội tại, chiêu cuối quay tay của Oma chính là mấu chốt giúp cho Oma gây sát thương nhiều hơn, phạm vi có xác suất khống chế rộng hơn, đảm bảo cho anh chàng này càng mạnh và giúp ích lớn cho đồng đội. Ở các bậc rank cao, chúng ta luôn gặp Oma đi roam đường, còn ở các bậc rank thấp, các bạn có thể lựa chọn Oma đi solo đường kinh công hoặc là trợ thủ đường rồng, vô cùng mạnh và hiệu quả với tuyệt chiêu một tay kiếm, một tay búa, quay tay thần trưởng siêu mạnh. Top 3. Omega là hiện thân của công nghệ đỉnh cao của máy móc. Omega là một người máy có tri giác biệt lập như một con người thực sự, nên niềm đam mê quay tay là không tránh khỏi. Với khả năng quay tay đáng sợ của bản thân, Omega có thể vận dụng với 3 mục đích. Thứ nhất, quay tay ôm trụ. Thứ hai, gây sát thương lên các đối thủ với lượng sát thương đáng gờm. Đừng quên Omega tại phiên bản mới này được tăng sát thương đáng kể từ chiêu cuối đó nhé. Và thứ ba là dọn dẹp lính quái cực mau lẹ. Có thể chính bởi cơ chế là một người máy nên Omega có khả năng ủn trụ cực kỳ bá, là đủ bào đi các trụ công trình đối thủ một cách đơn giản. Nên luôn nhớ gọi Omega là thánh thông trụ siêu bá với tuyệt chiêu quay tay phá trụ đáng gờm nhất. Top 1. The Frag là một tướng DC hứa hẹn có mặt tại Liên Quân vào nửa đầu năm 2018 này. Các bạn cần biết, tướng từ DC luôn có tài năng đặc dị và các vị tướng đều khác nhau. Và với The Frag, khả năng đáng sợ nhất của hắn ta chính là tốc độ. Chính nhờ ưu thế của tốc độ khiến cho The Frag tia chớp này có khả năng quay tay thần trưởng cực bá, thách thức mọi đối thủ. Với khả năng quay với tốc độ siêu thanh, The Frag không thể bị khống chế trong thời gian quay và khiến cho nạn nhân đụng phải tầm ảnh hưởng của tuyệt chiêu này bị gây sát thương liên tục theo thời gian, và khi kết thúc lập tức hút mọi đối thủ vào tâm và gây sát thương rất lớn. Qua đó chúng ta có thể thấy được, khi nói về khả năng quay tay siêu tốc thì các anh chàng anh hùng DC luôn là số 1. Hứa hẹn đây là một vị tướng ra mắt
đắt không kém Wonder Woman. Vì thế đừng quên chuẩn bị thận đi nhé. Các vị tướng DC luôn có thể ập tới bất kỳ khi nào. Bởi đừng quên, tướng DC không có lịch ra mắt cố định. Đây là năm vị tướng có khả năng quay tay, xoay vòng cực kỳ bá tại Liên Quân. Và chắc chắn, chỉ có các kiện tướng FA lâu năm mới có thể làm chủ hoàn toàn được các vị tướng này. Nhớ lựa chọn các vị tướng cho phù hợp với bản thân nhé các bạn. Đây là một món quà của S dành tặng cho không chỉ các khán giả của mình, mà đặc biệt là các kiện tướng FA đón Noel ấm cúng cùng quay tay với các vị tướng này nhé. Trên đây là top 5 tướng đeo rank, chỉ kiện tướng FA lâu năm mới có thể chơi giỏi. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thứ hai đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí. Nhưng đó chính là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi Ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.